rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng trên kênh YouTube Nhà Đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường Tân Đông Hiệp thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để giới thiệu cho khách hàng một căn nhà mặt tiền đường. Đây là căn nhà mặt tiền đường của đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nhà này mặt tiền buôn bán kinh doanh đủ các mặt hàng nhé. Ở đây di chuyển tới chợ Tân Long chỉ khoảng 2 đến 300 mét ngay phía trước màn hình video quý vị xem nhé. Con đường Nguyễn Thị Minh Khai này thông từ ngã tư Chu Lưu sang ngã ba Ông Xã. Ở đây là mặt tiền căn nhà em muốn giới thiệu. Nhà mặt tiền ngay chỗ hai chiếc xe ba gác đang để nhé. Mình ở đây có thể kinh doanh buôn bán đủ các ngành nghề. Ở đây họ bán phở, bán quần áo đầy đủ hết này. Rồi bây giờ em sẽ sang đường quay trực tiếp cho quý vị mình cùng xem nhé, sang nhà để mình tắt màn hình không sang xe nó hút chết. Rồi đây là căn nhà em đang giới thiệu nhé. Đường rất là sung, kinh doanh buôn bán đủ các ngành nghề luôn này. Đường phía trước căn nhà nhé. Bây giờ em di chuyển vào trong này. Diện tích căn nhà này là 120 m², ngang 5, chiều dài 24. Ở đây mình có phía trước cực rộng nha, để kinh doanh buôn bán tất cả các ngành nghề ở đây. Mặt tiền đường. Đây dạng nhà cấp 4. Giá trị căn nhà này hầu như chỉ tính giá đất thôi. Nhà thiết kế không gian mới nha, kinh doanh buôn bán rất là tốt ngay không gian này. À, trên đây ở trong chủ nhà đã trang trí tất cả các đường dân, đường chỉ, họa tiết, hoa văn rất tốt căn nhà này. View này dài khoảng 15 m. Nhà cấp 4 gác lửng nha, mình ở đây có thể ở được khoảng cả chục người. Đây, phía trước con đường xe lưu thông thoải mái nhé. Rồi đây có các bàn ghế, bàn tủ, đây là kinh doanh buôn bán rất là tốt này. Căn nhà mặt tiền này đang được chủ nhà kêu với mức giá rất là ok, chỉ 6 tỷ 500 triệu đồng, còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà nha. Dưới mình đây có phòng ngủ dưới này. Trong đây là khu bếp nấu ăn cũng như phòng vệ sinh ở cuối bếp nấu ăn. Đây trên đây có một gác lửng trên đây nhé, có thể ở được hai phòng trên đây, gác gỗ thôi. Phía cuối mình có phòng vệ sinh dưới nhá, có giếng trời lên trên này. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích ngang 5, dài 24, tổng là 120 m². Nhà cấp 4 gác lửng đẹp. Căn nhà này thuộc vị trí kinh doanh buôn bán, mở văn phòng, mở tiệm cầm đồ, bán phở, bán quần áo rất là tốt nha. Mặt tiền đường rất là sung, đây không gian rất là rộng này. Phía trước mình kinh doanh buôn bán rất là nhiều mặt hàng. Quý vị có nhu cầu liên hệ với số điện thoại của mình trên màn hình, số 0973 114 255. Hẹn gặp mình ngay chợ Tân Long hoặc ngã ba Ông Xã hoặc ngã ba Cây Điệp, mình sẽ dẫn vào xem căn nhà này nha. Nhà kinh doanh buôn bán rất là tốt luôn. Đây. Đây.